Thưa quý khán giả, trước thực trạng khó khăn tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trong cả nước thời gian qua, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận, thời gian gần đây lượng xe đến đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau có xu hướng tăng trở lại. Trong đó đáng chú ý là có nhiều phương tiện đăng kiểm đến từ các tỉnh thành phố khá xa. Ghi nhận của phóng viên báo Cà Mau Online tại chi cục đăng kiểm số 17, chi cục đăng kiểm tỉnh Cà Mau. Theo đó, danh sách khách hàng của từng ngày sẽ được công bố công khai theo số thứ tự tại trụ sở chi cục đăng kiểm xe Cà Mau để người dân có nhu cầu đến đăng kiểm tại đây được nắm. Đây là danh sách khách hàng đăng ký theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên website ttjk.com.vn hoặc app ttjk nền tảng Android iOS. Tính đến thời điểm hiện tại, chi cục đăng kiểm Cà Mau đã niêm yết danh sách lịch hẹn đăng kiểm lần lượt theo nhu cầu của khách hàng đến đăng kiểm. Số lượng phương tiện đang tăng, nhưng mà qua app thì ở đây mình đăng ký hai hình thức. Thứ nhất là app, thứ hai là điện thoại. Điện thoại thì có người trực, xong người ta điện vô, mình ghi số điện thoại, số xe lại, rồi hẹn ngày, rồi chủ phương tiện đến. Còn trong một ngày thì mình chỉ nhận làm được, mình làm một dây chuyền thì 60 lượt. Cho nên mình nhận đủ số lượng đó thì mình chuyển ngày khác. Cho nên là phân công người trực là làm nhận suốt từ ngày này sang ngày kia. Nhưng mà mình cũng tiếp tục nhận. Rồi cũng làm theo ý nghĩa. Cho nên là khi lượng xe vào thì rất là thuận tiện. Ai đến mà chưa đăng ký thì ta đăng ký rồi ta quay về. Còn ai đến mà có đăng ký rồi thì ta vào ta kiểm. Cho nên là công việc hiện nay rất là thuận lợi. Theo đánh giá chung của ngành chuyên môn, việc xe đăng kiểm tại tỉnh Cà Mau có xu hướng tăng trở lại. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng xe đăng kiểm ngoài tỉnh đổ về, trong đó có cả các tỉnh thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chiếc xe kinh doanh dịch vụ vận tải của ông Nguyễn Khánh Phước, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Hạn đăng kiểm đã hết vào ngày 7 tháng 5 năm 2023. Thế nhưng theo lịch hẹn của các trung tâm đăng kiểm nằm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì phải đến tháng 7. Do đó, khi vừa đặt được lịch đăng kiểm tại Cà Mau, ông Phước liền vượt đoạn đường khá xa để đem xe đến đây đăng kiểm. Tại vì cái lịch cái đăng kiểm của anh là tới ngày 7 tháng 5 là hết hạn. Bây giờ anh đặt trên online là tới lịch nó tới tháng 7 luôn rồi. Cho nên mình trễ nhiều quá, cho nên phải xuống Cà Mau đặt để xét cho nó kịp cái đăng kiểm. Đây cũng là thực tế đang diễn ra đối với nhiều phương tiện ngoài tỉnh đến với Cà Mau để đăng kiểm. Theo lãnh đạo chi cục đăng kiểm số 17, hiện nay số lượng xe ngoài tỉnh đến đăng kiểm là trên 50%. Đây cũng là nguyên nhân xuất hiện tình trạng tăng trở lại lượng phương tiện đăng kiểm trong thời gian gần đây. Mặc dù vậy thì công tác đăng kiểm vẫn được triển khai ổn định. Song song đó, công tác quản lý tình trạng đăng ký chỗ ảo online nhằm mục đích trục lợi đối với người có nhu cầu làm nhanh cũng đang được lãnh đạo chi cục đăng kiểm số 17 triển khai nhiều biện pháp đồng bộ hiệu quả. Khi một người mà đăng ký nhiều thì mình phải hỏi lại. Thứ nhất, thứ hai là khi mà xe vào thì mình tra biển số, tra từng biển số trong cái app hoặc trong cái danh sách mình đã ghi. Nếu có mình mới cho vào, còn không có mình không cho vào. Thứ nhất, thứ hai, xe nào đăng ký thì cho đó xe vào, chứ không có thay thế. Cho nên là tránh được tình trạng là còn nó qua giữ chỗ qua. Có thể thấy, ngoài việc áp dụng cách đăng ký online, vừa giúp người dân có thể chủ động về mặt thời gian, vừa tránh ùn ứ cục bộ tại các điểm đăng kiểm. Trong thời gian tới, các trung tâm đăng kiểm cần triển khai quyết liệt hơn nữa công tác đăng kiểm như tăng ca, tăng giờ, thêm dây chuyền hoạt động, nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian chờ đợi của người dân doanh nghiệp đến đăng kiểm.